Hello chào các bạn nhé, rất vui khi các bạn đã quay trở lại kênh Sơn Jim. Thì trong video này mình sẽ giải đáp cho các bạn về thẻ hashtag video YouTube. Thẻ hashtag là gì, có tác dụng gì cho video, cách thêm thẻ hashtag cho video như thế nào. Thì đầu tiên thẻ hashtag là gì? Thì chính là đây, chắc các bạn cũng đã từng thấy rồi, có nhiều video ở ngay tiêu đề hoặc là ở bên trên tiêu đề hoặc ở dưới mô tả video sẽ được chèn một hoặc là một vài từ khóa màu xanh bắt đầu bằng dấu thang có chữ liên kết như thế này đó, và người xem có thể nhấn vào đây sẽ hiện ra các video liên quan. Thì đây chính là thẻ hashtag các bạn nhé. Thực ra không phải mỗi YouTube mới có thẻ hashtag đâu, mà cả Facebook hay là Twitter, Instagram và nhiều mạng xã hội khác cũng có các bạn nhé. Vậy thì thẻ hashtag có tác dụng gì? Thì tác dụng của thẻ hashtag chính là để SEO cho video thôi, mở rộng khả năng tìm kiếm của video. Vì hiện nay ấy, sẽ có nhiều người dùng tìm kiếm video bằng thẻ hashtag thay vì là tìm với từ khóa thông thường. Tức là người ta sẽ tìm kiếm kiểu như thế này. Thay vì tìm kiếm với từ khóa thông thường thì người ta sẽ tìm kiếm với thẻ hashtag. Tức là bắt đầu bằng dấu thang, sau đó là mới đến từ khóa viết liền không có dấu cách nhé. Ví dụ Sơn Jim đó. Hiện nay nhiều người tìm kiếm với thẻ hashtag kiểu như thế này. Và kết quả tìm kiếm sẽ là hiện ra các video phổ biến mà có cùng thẻ hashtag này hoặc là các video liên quan đó, kiểu như vậy. Như vậy thì khi ai đó tìm kiếm với thẻ hashtag mà bạn đặt trong video thì video của bạn sẽ có khả năng được xuất hiện trong kết quả tìm kiếm. Hoặc là ai đó đang xem video của người khác có cùng thẻ hashtag với video của bạn, nếu họ nhấn vào thẻ hashtag đó thì cũng sẽ ra kết quả tìm kiếm các video có cùng thẻ hashtag hoặc là liên quan đó, tức là video của bạn sẽ có khả năng được xuất hiện. Ngoài ra thì thẻ hashtag còn có tác dụng là giúp cho video của bạn có thể được đề xuất từ các video của người khác có liên quan có cùng thẻ hashtag. Tóm lại là suy cho cùng, thẻ hashtag này có mục đích là giúp cho video của bạn được phổ biến hơn, có thể giúp tăng view cho video đó, nó như vậy. Rồi, vậy thì cách sử dụng thẻ hashtag như thế nào? Rất đơn giản thôi, mình sẽ chỉ các bạn ngay bây giờ. Sẽ có hai vị trí để chúng ta có thể chèn thẻ hashtag các bạn nhé, đó chính là tiêu đề và mô tả video. Rất đơn giản thôi, các bạn chỉ cần thêm vào tiêu đề hoặc là mô tả từ khóa liên quan bắt đầu bằng dấu thang, sau đó là từ khóa viết liền và không dấu cách nhé, tức là như thế này. Ví dụ tôi sẽ thêm thẻ hashtag cho video này đi, video này chưa có. Đó, đây, video này chưa có nhé. Ở dưới mô tả video cũng chưa có luôn. Bây giờ tôi sẽ đi chỉnh sửa lại. Chỉnh sửa video. Đó, rồi đầu tiên, ví dụ tôi sẽ thêm vào mô tả của video nhé. Ví dụ thêm vào cuối mô tả chẳng hạn. Đó, các bạn chỉ cần nhậm dấu thang, sau đó là từ khóa, ví dụ là Sơn Jim, tên kênh luôn. Và các bạn có thể thêm nhiều thẻ hashtag nhé. Cách ra, tức là thêm nhiều từ khóa, xóa kênh chẳng hạn. Hay là thêm tiếp nữa, xóa YouTube. Đó, kiểu như vậy chẳng hạn. Hoặc là các bạn có thể để chữ cái đầu là in hoa như thế này để cho dễ nhìn, dễ động. Rồi, lưu lại thôi. Lưu lại. Rồi, xem thành quả nhá. Đây, khi mà chúng ta thêm thẻ hashtag cho video vào mô tả video thì thẻ hashtag này sẽ được xuất hiện ngay phía trên tiêu đề video nhá, ngay bên dưới video như thế này. Đó. Nhiều bạn hỏi là muốn thêm thẻ này, nhiều bạn không biết cứ tưởng đây là thẻ tăng. Nhiều bạn có hỏi mình là thêm thẻ tăng như thế này thì làm thế nào, thì các bạn chỉ cần thêm vào mô tả video như thế này thì nó sẽ xuất hiện ở đây. Đó, chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn lưu ý là thẻ hashtag này là các bạn thêm dấu thang, sau đó là từ khóa không có dấu cách nhá, các bạn phải viết liền nhá. Nếu mà có dấu cách thì hệ thống chỉ lấy từ đầu tiên thôi. Đó, nó như vậy. Rồi, đó là đối với việc chúng ta chèn vào mô tả của video thì cũng sẽ được thêm vào phía trên tiêu đề như thế này. Ngoài ra thì các bạn có thể thêm vào tiêu đề video luôn. Giả sử thêm vào cuối hoặc là đâu cũng được, thêm vào đấy chẳng hạn, xóa kênh chẳng hạn. Hoặc là các bạn có thể để cả dấu nhé, nhưng mà không được có dấu cách. Đó, không có khoảng trắng như thế này. Đó, như vậy là đã thêm vào tiêu đề video. Đây, xem thành quả. Đây các bạn nhé, khi mà chúng ta đã thêm thẻ hashtag vào tiêu đề video thì thẻ hashtag ở mô tả video nó lại biến mất khỏi bên trên tiêu đề video. Đó, nó như vậy. Cho nên là thông thường người ta chỉ thêm vào mô tả video chứ cũng rất ít khi sử dụng trong tiêu đề. Cho nên các bạn cũng cân nhắc nhé, chỉ nên sử dụng trong mô tả, bởi vì thêm vào, khi chúng ta thêm vào tiêu đề ấy, nhìn tiêu đề nó không được đẹp, nó
hơi khó, nó hơi xấu cho người xem, cho nên là các bạn chỉ nên để vào mô tả, nó sẽ xuất hiện ở ngay phía trên tiêu đề video, trông rất là chuyên nghiệp đó. Người xem có thể nhấn vào đây thì sẽ ra các video có cùng thể hashtag hoặc là các video liên quan đó, rất đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên thì đó là đối với việc thêm vào đối với trên máy tính, còn bạn nào sử dụng điện thoại di động thì sao, cũng rất đơn giản thôi. Thì các bạn cũng chỉ là thêm vào mô tả hoặc là tiêu đề video với từ khóa bắt đầu bằng dấu thang, sau đó là từ khóa viết liền không dấu cách, chỉ như vậy. Nhiều bạn không biết chỉnh sửa lại video đã đăng, chỉnh sửa lại tiêu đề mô tả video đã đăng như thế nào thì đây. Các bạn cứ mở ứng dụng YouTube ra, sau đó đăng nhập vào kênh của các bạn nhé. Rồi các bạn cứ vào kênh của bạn thì các bạn sẽ chọn vào mục video, sau đó là tìm đến video nào mà các bạn muốn chỉnh sửa. Rồi các bạn nhấn vào ba chấm ứng vào video đó. Rồi nhấn chỉnh sửa. Đó. Tiêu đề đây. Các bạn cũng có thể thêm thẻ hashtag vào, ngắm gà kiểu như vậy. Và dưới này là mô tả đây, nhấn vào chỉnh sửa. Đây, ở đây là tôi đã thêm xong rồi, ngắm gà, ngắm lợn, ngắm hoa đây. Rất đơn giản như vậy thôi, lưu lại là ok. Đây, xem thành quả nhé. Đây các bạn nhé, đã có thẻ hashtag ở tiêu đề video, cho nên là không hiển thị thẻ hashtag ở mô tả video ở phía trên này, nhưng mà mô tả vẫn có đây nhé. Đó, nó là như vậy. Hay là chỉnh sửa qua, hay là xóa thẻ hashtag ở tiêu đề đi, xem lại thành quả. Đây, khi mà xóa thẻ hashtag ở tiêu đề, lập tức thẻ hashtag ở mô tả video sẽ nhảy lên trên này. Đó, rất đơn giản như vậy thôi. Đó, cách sử dụng thẻ hashtag chỉ đơn giản như vậy thôi. Tuy nhiên thì các bạn cần chú ý rằng là khi mà các bạn sử dụng phải tuân thủ chính sách nhé. Cũng giống như kiểu các bạn đăng video lên YouTube thôi, nếu mà vi phạm thì video của các bạn có thể bị xóa, cho nên các bạn hãy cẩn thận. Đây, chính sách sử dụng thẻ hashtag, tức là thẻ thang. Giống như tất cả các video được tải lên YouTube, hashtag phải đáp ứng nguyên tắc cộng đồng của chúng tôi. Đó. Đây, không có dấu cách, hashtag không được có dấu cách, không được gắn quá nhiều thẻ. Đừng thêm quá nhiều thẻ vào một video, bạn thêm càng nhiều thẻ vào video thì thẻ đó sẽ càng ít liên quan đến những người xem tìm kiếm video. Nếu video có hơn 15 thẻ hashtag thì chúng tôi sẽ bỏ qua tất cả các hashtag trên video đó. Có nghĩa là các bạn mà thêm quá 15 thẻ hashtag thì coi như là YouTube sẽ bỏ hết, không tính hashtag nào, cho nên hãy chú ý nhé. Nội dung không gây hiểu lầm, đừng thêm thẻ hashtag không liên quan trực tiếp đến video. Hành vi quấy rối, bạn đừng thêm thẻ hashtag với mục đích quấy rối, hạ nhục, hăm dọa, lời nói căm thù, nội dung khiêu dâm, ngôn từ tục tĩu, cụm từ không phải hashtag đó, các bạn hãy để ý nhé. Tuân thủ chính sách, đừng có mà vi phạm những chính sách này nhé, nếu không thì hashtag sẽ không có tác dụng, thậm chí là video hoặc là kênh của bạn có thể bị xóa, cho nên hãy cẩn thận vào. Đó, như vậy thôi. Rồi còn một phần nữa các bạn cần chú ý, đó chính là không phải là các bạn cứ thêm thẻ hashtag vào là tìm kiếm bằng thẻ hashtag đó sẽ ra video của các bạn đâu nhé, mà sẽ cần phải có thời gian để mà YouTube xếp hạng, và còn phải phụ thuộc vào chất lượng video nữa. Đôi khi là vẫn ra nhưng mà kết quả của các bạn ở cuối danh sách tìm kiếm chẳng hạn, người xem sẽ không loát đến. Nói chung là YouTube sẽ cố gắng dựa vào chất lượng nội dung để mà sắp xếp, cũng giống như tìm kiếm thông thường thôi. Video nào mà có nội dung hay nhất thì sẽ cho lên đầu, kiểu như vậy. Cho nên là các bạn đừng có thắc mắc tại sao tìm kiếm thẻ hashtag của bạn mà không thấy video của bạn, đó là chuyện rất bình thường mà thôi. Rồi ok, video này tôi xin tạm dừng tại đây. Nếu thấy hữu ích thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh, sau đó nhấn vào biểu tượng hình quả chuông để theo dõi video mới nhất từ kênh Sơn Diêm nha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.